Video ngày hôm nay rất đặc biệt dành cho các chị em nào đang gặp tình trạng cô hạ và sư sĩ mình sẽ chia sẻ với mọi cái cách làm sao để tăng tiết dịch cho cô bé chúng ta một cách tự nhiên nhất mà ai cũng có thể làm được nhá. Thứ nhất chúng ta bổ sung thực phẩm dù là nam hay là nữ thì cái chế độ dinh dưỡng luôn luôn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế mà để tốt cho da này, tóc móng và tăng tiết dịch của chữ V cho chị em, chúng ta nên lựa chọn những loại thực phẩm chúng ta ăn uống sao cho đúng cách và khoa học nhất. À, thứ nhất là đầu tiên là chúng ta phải bổ sung cái thực phẩm giàu vitamin A như là gan động vật này, trứng sữa bí đỏ khoai lang bông cải xanh và ớt chuông à, rồi những thực phẩm dầu vitamin e có nhiều trong các loại hạt như là óc à, chó này dầu mè này hạnh nhân này thực phẩm hoặc là trong bơ có rất nhiều vitamin e chị em nhé hoặc là trong giá nữa rồi thực phẩm dầu vitamin c như là nhiều loại ổi này dâu tây này các loại cam chanh bưởi và các loại quả mà có vị chua và thực phẩm dầu phyto như là hạt lanh này lúa mì này việt quất dâu tây và các loại họ đậu như đậu nành đậu bắp đậu đỏ đúng không và những thực phẩm có chứa axit béo omega 3 như các loại cá biển rất giàu chất béo omega 3 nhá như là cá thu này cá trích này rồi cá mòi nữa và những cái thực phẩm này thì chị em nên bổ sung thường xuyên trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình nhằm giúp cải thiện cái tình trạng sức khỏe được tốt hơn và thứ hai là chúng ta phải thay đổi những cái thói quen sinh hoạt sao cho lành mạnh và tích cực nhất không nên mà chúng ta thức khuya đúng rồi cái chế độ ăn nó chưa đủ đó bên cạnh đó là cái chế độ độ sinh hoạt cũng rất là quan trọng để cho một cô bé khỏe mạnh vì thế là chúng ta nên hạn chế cái việc là à, không nên thức khuya này rồi chúng ta phải ngủ 8 tiếng một ngày và nhớ ngủ trước 11 giờ cho em thì chúng ta không mặc đồ lót hoặc là đồ ngủ chật mà chúng ta lựa chọn những cái loại thoải mái và nó thoáng nó thấm mồ hôi rồi vệ sinh cá nhân đúng cách chúng ta không nên nhịn tiểu và chúng ta nhớ rằng cái việc đi khám phụ khoa định kỳ 3 sáng tháo cáng là vô cùng quan trọng rồi vệ sinh sạch sẽ sau khi mà quy hát này đây cũng là một, một cách vô cùng đơn giản thôi nhưng nó giúp chúng ta cải thiện cũng như là tăng tiết dịch vùng chậu v chúng ta một cách từ từ nhưng mà nó rất là hiệu quả thứ ba là cải thiện bằng thuốc trong cái trường hợp nếu mà chúng ta bị khô hạn quá nặng mà đã áp dụng những cái biện pháp bên trên rồi nhá nhưng không thấy hiệu quả thì chúng ta à, nên là đến gặp và có con y tế để chúng ta đi kiểm tra nếu chúng ta thường xuyên khô như vậy và một số loại thuốc chị em có thể được tham khảo như chúng ta có thể tăng thuốc nhờn như là nhiều chị em là dùng dạng gel này hoặc là nhiều cái những cái những cái dưỡng ẩm của chữ V của chúng ta À, đúng không ạ à, những cái dạng thuốc của cẩu estrogen hoặc là chúng ta sử dụng là dạng thuốc estrogen những cái đấy thì nó là thuốc kê đơn nên chúng ta phải thăm khám chờ ý kiến của chuyên gia của bác sĩ và phải tuân thủ theo đúng pháp đồ điều trị của bác sĩ mà chúng ta không nên tự ý đi mua để dùng những cái đó bởi vì nó sẽ có nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến sinh sản nữa bên cạnh đó chị em cũng cần lưu ý là mặc dù là dịch tiết tâm đạo nó vô cùng quan trọng nhá nhưng đối với sức khỏe tuy nhiên thì việc tiết quá sức ấy, tiết quá mức nhiều thì nó sẽ gây tình trạng là viêm nhiễm vùng chủ V bởi vì lúc nào nó cũng ẩm ướt quá ngoài chúng chúng ta cũng có bình thường thì nó sẽ có màu trắng trong suốt hoặc là có màu trắng nhẹ nhưng nếu như nó có mùi này có màu lạ như màu xanh hoặc là có vị tanh hoặc là lẫn máu chúng ta cần phải đến cơ sở y tế để kiểm tra để bác sĩ khám xem mà cái tình trạng đó là như thế nào mọi người nhé và muốn có bất kể một câu hỏi nào nữa thì comment in book hoặc à bên cạnh đó thì chúng ta có thể bổ sung những loại thực phẩm chức năng những cái viên uống mà có chữ nội tiết để cải thiện khô hạn của chị em chúng ta kết hợp với uống vitamin E đó là một trong những cái cách mà đơn giản nhất mà ai cũng có thể sử dụng được còn uống cái gì như thế nào thì mọi người có thể comment in book, rồi sẽ mình sẽ tư vấn cho từng người để phù hợp với cái cơ cơ địa của từng người mọi người nhé